Pháp hành, trưởng lão Thích Thông Lạc. Bài số 3. Cho nên từng cái ngày mà tu qua rồi, thì nó xả thiền ra, thì ăn cơm rồi, thì cái buổi trưa nó ngồi lại, nó ghi chép lại trong một cái ngày đêm nó tu tập. Nó có những cái câu hỏi rất là đặc biệt. Và đồng thời, thầy cũng trả lời khuyến khích trong một tuần lễ nó tu tập, trong một tuần lễ nó nạp tập như vậy. Cho nên hầu hết là các thầy đều là, các con đều là bỏ tập nhật ký thời khóa, chứ riêng Minh Tâm thì còn giữ gìn mãi mãi. Từ cái ngày mà đặt thành cái nhật ký thời khóa tu tập thì tới bây giờ nó chưa có bỏ, lúc nào nó cũng ghi. Vì vậy mà những cái mà nó hỏi thầy và những cái kinh nghiệm rút tỉa được từ cái kinh nghiệm của nó, sau này thì thầy cũng đặt những cái câu hỏi để mà trả lời tất cả những cái kinh nghiệm của nó, để nó thành ra một cái vấn đạo, để giúp cho cái người mà đi tới một cái giai đoạn mà tu tập cao hơn như nó vậy, thì nó dễ hiểu hơn, nó dễ biết cách hơn. Cho nên cái phần này để dành riêng. Còn bây giờ mà nếu mà các con được đọc thì các con sẽ bị tưởng mất đi. Cho nên chưa có cho mà các con đọc những cái câu hỏi này. Bởi vì những cái này nhằm khi các con chưa tới cái giai đoạn đó, như bây giờ chưa hết tầm tứ còn vọng tưởng, chưa có làm chủ được cái ngủ mà vội làm chủ được cái tỉnh thức trong giấc ngủ phá mộng tưởng, thì như vậy mà đã theo những cái điều kiện mà nó thực hiện mà nói ra như thế này thì các con bị ảnh hưởng tưởng hết. Nó phải đi từng bước, cho nên nó có những cái dễ mà cũng có những cái khó, mà cái khó đó thì mình phải đi từng bước thì nó mới dễ. Còn mình đi, mình nghe cái đó như vậy cái mình bắt đầu cái mình làm liền. Cũng như thí dụ như bây giờ cô Diệu Hảo đang ở trong một cái tâm nó yên lặng, nó mới chưa đạt được yên lặng, thì lẽ ra dùng cái yên lặng này để mà càng quét sạch cái tâm, giữ gìn cái thiện pháp của mình, tập tỉnh thức cao hơn, phan phá âm thanh đã, thì nó hay hơn. Trái lại thì cô thấy nó vừa được yên lặng, nó không có tầm tứ chứ gì, trong yên lặng đó thì cô dội cô phá âm thanh, thì trong khi cái tâm của cô nó chưa có sạch cái lậu hoặc, nó còn các pháp ở bên ngoài đập từng giây từng phút, nó chưa có yên. Nghĩa là ở đâu người ta kéo đến cái nơi của cô, nó tạo thành một cái động. Mà bây giờ cô ở đây, cô nỗ lực cô tu là nhờ cái sự trói buộc kiềm chế trong 3 tháng hạ này, chứ nếu mà cỡ không thì cô không yên mà ngồi đây được, cô phải về chứ không thể nào mà ngồi đây. Thế mà đó là những cái pháp ở ngoài nó đập phá mình như vậy, thế mà cô phải nỗ lực hơn để mà xả ly được các pháp, thì cái sự vắng lặng này nó sẽ là vắng lặng chân chính. Còn bây giờ mình dùng ức chế để vắng lặng, dùng bám cho thật chặt để mà vắng lặng, thì phải là vừa xả mà vừa bám, nó cả một cái sức dữ lắm. Còn bắt đầu bây giờ chúng ta được yên lặng rồi, thì dùng cái yên lặng này chúng ta nỗ lực hàng ngày chúng ta tu yên lặng, thì chúng ta phải tập tỉnh thức thêm để mà xả ly, để mà xả ly cái hoàn cảnh, cái pháp nó đến gặp chúng ta, thì xả được các pháp. Bởi vì mình tu được cái thân, cái tâm của mình yên tĩnh rồi, thì bây giờ phải tu các pháp thanh tịnh chứ, để cho các pháp hoài nó đừng có đánh mình nữa. Các con thấy không? Nếu mà các pháp hoài nó cứ đánh mình hoài thì nó mất thanh tịnh. Cho nên các pháp hoài phải ngăn chặn liền, không có cho nó đến phá nữa, phải đập nó xuống hết, để cho cái thân và tâm với thọ của mình nó được yên tĩnh để mình thực hiện. Mà các pháp nó cứ đánh hoài, nó đánh hoài mình tu không được. Cho nên khi mà thân thọ, bây giờ tâm mình ngồi đây nè, nhiếp hơi thở này, không vọng tưởng này, nó yên lặng nè, thì mình biết rằng nó có sự yên lặng của thân và tâm của mình. Bây giờ mình ngồi là cái thân mình yên lặng rồi, nó không dao động cái thân, mình biết là trong 30 phút mà. Rồi bắt đầu cái tâm của mình không có niệm nào hết, là nó yên lặng rồi. Như vậy là thân yên lặng mà tâm yên lặng trong 30 phút rồi. Mà giờ các pháp cứ đánh vô. Mặc dù mình ngồi mà các pháp đánh vô, thì cái hoàn cảnh mà tỉnh thức nó có xảy được trong tâm của mình tỉnh thức không? Hay hoặc là mình đang lo, nó lo tức là không tỉnh thức, không chánh niệm rồi. Nó đang nghĩ ngợi cái này cái kia, nó không chánh niệm rồi. Mà muốn nó chánh niệm thì phải phá cái lo lắng đó đi. Nó đang ở trong cái chánh niệm. Còn nếu mà còn cái lo lắng thì cái chánh niệm nó không còn. Mà nó không còn thì bây giờ mình có phá cái âm thanh đi nữa thì nó cũng không phá nổi. Nó không phá nổi. Cho nên bây giờ nó được yên lặng của thân tâm rồi, tiến tới tu tập yên lặng của pháp, đập xuống các pháp hết. Pháp thương, pháp ghét, pháp giận, pháp hờn, pháp gì cũng đập xuống hết, đập các pháp hết, không có cho xâm chiếm vào tâm mình nữa. Từ đó mình mới thấy thân thọ tâm pháp thanh tịnh, thì bắt đầu tứ niệm xứ này mới đi vào tứ thánh định mới được. Không, thân thọ tâm pháp thanh tịnh tức là mình mới đi vào tứ thánh định, thì như vậy gọi là ly dục ly ác pháp. Thì khi mà thân thọ tâm pháp mà thanh tịnh tức là ly dục ly ác pháp rồi, thì như vậy là chúng ta mới đạt được cái thiền đầu tiên là sơ thiền.
Tiếp tục cái nhị thiền là phải tịnh chỉ tâm tứ. Mà tịnh chỉ tâm tứ kiểu mà chúng ta ức chế thì không được. Mà chỉ có ra lệnh hướng tâm, tâm tứ phải diệt, phải tịnh chỉ. Thì ngồi đây bắt đầu cái tâm thức phải biết rõ hơi thở. Mà tâm tứ phải diệt. Thì bắt đầu ngồi lại, nó không có một niệm vọng tưởng xen vô. Mình ra lệnh à, chứ không phải là mình nhiếp vậy. Mình ngồi rất thản nhiên, không có tập trung gì. Không có gồng hai cái vai này lên, không có căng cái mặt lên. Cho nên mình ngồi rất nhẹ nhàng, thư giãn. Mà không có tập trung gom gì, chỉ ra lệnh mình ngồi và cái hơi thở nó cứ theo mình mà nó ra vô. Mình bảo hơi thở nhẹ chậm thì nó nhẹ chậm theo à. Mình không có thở chậm nhẹ mà bảo nó tự nhiên nó chậm nhẹ. Mình thấy cái chỗ mà mình điều khiển cái hơi thở chậm nhẹ nó khác. Mà bảo nó chậm nhẹ nó làm khác. Khi tu tới đây các con mới thấy được cái chỗ nó hay là cái chỗ này. Mình bảo nó khác mà mình làm chậm nhẹ. Có khi mình bảo rồi mình thở chậm nhẹ có. Nhưng mà cái mình làm chậm nhẹ đó nó không hay đâu. Nó có cái vận dụng ở trong đó, nó làm cho mình mệt nhọc. Còn mình bảo nó rồi mình ngồi về tự nó thở chậm nhẹ, mình biết cái hơi thở sao mà nó biết nghe lời, nó làm chậm nhẹ chứ không phải mình làm. Đó là lúc cái tâm thanh tịnh rồi đó. Bảo cái gì nó nghe cái nấy. Cho nên mình bảo cái thân bay là nó phải bay. Thầy nói như vậy thì bắt đầu bây giờ mình bảo phải cái tâm này phải tỉnh thức nè, không có mộng mị, không có chiêm bao nè, không có ngủ. Cái thân thì ngủ đi, ra lệnh vậy cái thân nó ngủ mà cái tâm nó thức. Chứ không phải cần mình tập nhiều nữa. Mình chỉ ra lệnh thôi. Miễn cái tâm này mình làm cho các pháp thanh tịnh, đừng có tập, đừng có phá mình nữa. Thì cái chuyện nó quá dễ vậy. Thầy nói thật sự, thầy ở trong thất cái kinh nghiệm này thầy có. Thầy chỉ nói với mẹ thầy là từ đây về sau đừng có cho ai vào thất thầy hết, đừng có ai hỏi thầy hết, hoàn toàn. Ở ngoài chết họ làm gì cứ làm, đừng có hỏi thầy. Thầy dặn mẹ thầy vậy. Thì cho nên ai đến hỏi thầy hoặc làm gì, thậm chí như cốt cũng không hỏi thầy được. Thì con biết như vậy là pha hết các pháp, làm cho các pháp thanh tịnh. Để không người ta hỏi mình là nó không thanh tịnh. Tu tập như vậy nó mới tu nổi. Ngăn chặn như vậy nó mới ngăn chặn chứ. Chứ không để các pháp nó tới nó đập mình hoài. Mà đập hoài thì cái tâm mình tu lâu. Nó mất thời giờ mình nhiều. Mất thời giờ mình nhiều lắm. Rất cực. Đó. Thì trên bước đường thầy nhắc nhở các con. Con hiểu rõ nha. Mà khi cứ ra lệnh. Thì các con ra lệnh bữa nay các con chưa xong. Ngày mai ra lệnh cái nó ra. Nó làm à. Bữa nay ra lệnh làm như là nó mới quá, nó chưa biết. Nó chưa biết đúng tên đúng họ nó. Nhưng mà tự mình ra lệnh cái sau đấy nó làm được cái mình thay đổi cái pháp hướng. Mình nói sao đúng tên nó cái bắt đầu vô à. Hồi đầu mình chưa có biết. Mình nói nó thật tên trật họ nó sao. Thành ra nó không chịu quay. Chừng mình nói đúng cái tên họ nó rồi cái bắt đầu nó làm vô. À như vậy là tại mình nói thật. Do nó mình suy nghĩ. Cái bắt đầu mình nói cái chúng. Trúng cái nó quay vô, trúng quay vô. Bảo cái nó nghe lời. Mà nó nghe lời tới chừng bảo tịnh chỉ thôi hả? Nó tịnh chỉ thôi hả? Thôi sướng quá vậy, có tu gì đâu. Cứ ra lệnh cái nó bắt đầu nó vô thiền định. Rồi bắt đầu mình ra lệnh nó bay, nó ra lệnh nó làm hai ba người ngồi cả đống nhau. Trời. Mình ngồi ban đêm một mình mới ngồi cả đầy thất cho trời. Ngộ ta. Sao mà có mình mà bây giờ nó ngồi ba bốn ông như vậy. Cái thất của mình nhỏ xíu mà ngồi chặt hết. Mình nhìn mặt ông nào cũng giống ông nào hết. Như vậy thầy thấy sao ông nào cũng giống thầy hết. Không mà ngồi lóng láng vậy. Ông nào cũng ngồi thiền hết. Như vậy mình thấy sao nó hay quá vậy. Kỳ á. Mà bảo cái tâm nó làm cái tâm, mà bảo cái thân nó làm cái thân. Chứ không phải là cái thân nó khác mà cái tâm nó khác. Đó thì thầy nói như vậy. Mình chỉ mình ngồi mình làm cái chuyện như vậy thì mình thấy mình trời ơi thiệt là đạo lực thiệt chứ không phải là tâm thôi. Đó. Hôm nay thầy nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ham thích cái đó như thầy nhắc hồi nãy, mà chúng ta phải làm chủ được cái sinh tử này. Nỗ lực này. Đừng có ham cái chuyện vu vơ, cái chuyện tầm thường ở thế gian, nó không có lợi ích gì hết. Nó làm khổ cho mình thêm. Càng bước chân ham thích cái chuyện đời là càng khổ mình thêm. Cho nên chúng ta phải xả thiết là xả tận cùng, để rồi chúng ta phải nỗ lực tất cả những cái này. Đó, thì đến đây thì chấm dứt, để rồi các con về nỗ lực thực hiện. Nghe nhiều mà không thực hiện không bằng nghe ít mà thực hiện. Chẳng hạn bây giờ mà thầy dạy tứ chứng cần bao nhiêu đó thôi, các con cứ nỗ lực tu tập bao nhiêu đó, thì trong 6 tháng các con cũng sẽ làm được cái việc này. Không cần phải nói nhiều nữa, không cần mà dạy tứ niệm xứ thêm nữa cái gì nữa, bao nhiêu cũng đủ lắm rồi đó. Nhưng dù sao đi nữa tứ niệm xứ nó còn những cái chỗ để mà các con phải... Lẽ ra thì thầy dạy bao nhiêu rồi các con nỗ lực tu. Một tuần lễ sau khi dạy tứ chứng cần này, một tuần lễ các con sẽ báo. Mà báo được kết quả rồi thì cái người nào mà được nghe tứ niệm xứ thầy sẽ cho nghe, mà người nào mà không được nghe thầy không cho nghe. Bởi vì người đó nghe mà không có chịu mà thực hành thì nghe thêm nữa làm gì, phải không? À, chừng nào mà thầy nghe báo cáo thầy bây giờ con đã học tứ chứng cần, con đã tu như vậy á, thì thầy nghe thầy đúng á, thầy dạy tứ niệm xứ cho nghe. Mà nếu mà không có thực hiện được á
thì nghe thêm nữa nó làm thêm cho mình tích lũy cái sự hiểu biết thêm, chứ có lợi ích gì đâu. Nghe để tu chứ không phải nghe mà để nghe, hoặc là để tích lũy cái sự hiểu biết đó, thì cái đó là cái sai. Nghe để thực hiện thì dễ thoát. À, cho nên trong một tuần lễ, thay vì một tuần lễ qua rồi mà các con đã đạt được, thì biết đâu chừng trong chúng đây các con trong tuần lễ mà tâm thiện nó kéo dài tuần lễ, các con ra lệnh mà nó bay được thì nó còn mau hơn nữa. Thầy nói là 3 tháng chứ không biết chừng nỗ lực mà thực hiện trong tuần lễ. Bởi vì Phật nói 7 ngày mà, chỉ có cần 7 ngày mà được thì các con sẽ thực hiện được tướng nghĩa túc mà. Chứ đâu phải là nó đợi lâu đâu. Mà giờ nếu mà 7 ngày không được á, thì 6 ngày không được thì 5 ngày cứ lui dần lại, một ngày một đêm. Bây giờ thầy nói rồi, một đêm tới nào, một đêm từ bây giờ chiều này, mà cho tới sáng mà các con thức tu hành mà nó hăng hái, nó không có buồn ngủ á, thì biết rằng nó đã đúng là tứ chánh cần rồi, nó siêng năng dữ tợn rồi, nó không ham ngủ nữa. À, do đó là sáng hôm sau các con bay trời được. Hôm nay thầy tiếp tục cái bài học tứ chánh cần, thì chúng ta thấy rằng cái bài học mà tứ chánh cần nó chưa có hết, cho nên chúng ta biết rằng các pháp ác để mà ngăn chặn, như thầy có nói sơ thì chúng ta biết rằng nó dùng cái chánh niệm tỉnh giác định để mà ngăn chặn các pháp ác, hoặc là dùng cái định niệm hơi thở để ngăn chặn các pháp ác. Nhưng dùng cái định mà vô lậu thì đã không dứt các pháp ác. Vậy thì hôm nay thầy sẽ triển khai về cái chánh niệm tỉnh giác định để ngăn chặn các pháp ác, để thực hiện chánh tứ chánh cần cho rốt ráo, cho thành độ được cái tứ chánh cần, làm cho tâm của mình còn toàn thiện, còn một sự giải thoát mà không có bị phiền não tham sân si nữa, không có bị ác pháp sanh khởi và tăng trưởng. Cho nên trong cái vấn đề tu tập rất là quan trọng, khi mà học về cái giới hành, tức là cái phần mà luyện tập, tu tập và trao dồi là cái phần rất quan trọng. Cho nên hôm nay thì mấy con làm những người mà đủ duyên được mà nghe cái giới hành, được nghe các cái pháp hành của Phật. Tức là thầy không dạy hoài cái vấn đề của các cái pháp hành, nhưng cái sự dạy của thầy thì thầy cũng không bảo là các con phải tin ngay lời thầy, nhưng mà lấy một cái trí tuệ của các con mà suy ngẫm coi thầy có nói đúng hay là không đúng. Bởi vì từ lâu tới giờ người ta dạy pháp thiện và pháp ác thì người ta hiểu theo cái kiến giải của mọi người. Cho nên hiện giờ thầy cũng không bắt buộc là các con cũng như là quý thầy tin ngay liền ở thầy. Nhưng mà sự thực hiện cái tâm của mình nó có mang đến cái kết quả của sự giải thoát của cái pháp tứ chánh cần này không? Bởi vì trong tứ chánh cần thì như các con cũng đã biết, các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà đã sanh thì cố gắng mà đoạn diệt, không có để cho nó kéo dài ở trong tâm của mình. Và các pháp ác thì như thầy đã dạy thì các con thấy nó rất rõ ràng, thì ai cũng dạy các pháp ác thì cũng thấy cũng như vậy. Nhưng đến các pháp thiện thì hầu như người ta dạy lại có khác hơn thầy, cái nhìn nó có khác hơn thầy. Cho nên khi mà nói đến thiện thì hầu hết là thầy triển khai ở cái chỗ ác của về cái ý, hơn là ở chỗ cái ác của thân và khẩu. Cái ác nó của ý. Mà cái ác của ý thì chúng ta biết tham, sân, si. Nếu có tham thì mới có sân, mà không tham thì không có sân. Mà có tham sân thì nó mới có si, còn nếu không có tham sân thì không có si, không có mê muội. Như vậy thì thầy triển khai cái pháp ác đầu tiên của ba cái pháp ác ở trong ý của chúng ta, đó là tham. Đó là tham. Cho nên muốn mà thực hiện cho rõ ràng cái điều kiện này, thầy nói thí dụ như mình khởi thương nhớ đối với cha mẹ, thì do đó là đối với cái lòng hiếu thảo thì thương nhớ cha mẹ là thiện chứ sao lại ác. Nhưng đối với thầy thì cho đó là ác. Thì các con hãy suy ngẫm cái lời nói của thầy có đúng hay là không đúng. Bởi vì đây nó ngược lại cái lời nói của các thầy khác giảng, và nó cũng không đúng với những cái điều mà người ta nghĩ ở trong các tôn giáo khác. Như thí dụ như đạo Khổng, Lão Tử, mà khi mà mình nhớ cha nhớ mẹ mình biến ra những cái hành động, hoặc là mình cung phụng, mình trợ giúp cho cha mẹ mình bằng cách này cách khác, thì đó là thiện chứ không thể ác. Nhưng trái lại, khi mà thực hiện ở trên tứ chánh cần mà theo cái điều mà thầy dạy
mà nhớ thương cha mẹ, điều đó điều ác. Bởi vì mình làm sao để cho mình được giải thoát hoàn toàn ra khỏi sinh tử luân hồi, mà mình phải mình mới trợ giúp cái người mà sanh thành dưỡng dục của mình, cha mẹ mình. Còn bây giờ mình nhớ mình thương thì nó làm cho mình bị trói buộc, nó không thể ra khỏi các pháp ác đó, nó làm cho tâm mình rây rứt khổ sở do cái lòng hiếu hạnh của mình bằng cách này bằng cách khác. Thì những cái bằng cách đó nó không đúng tính cách hiếu hạnh của đạo Phật. Vì mỗi một cái tôn giáo nó có cái hiếu của nó không giống nhau đâu. Đối với đạo Phật thì cái hiếu của nó làm sao cho cha mẹ của mình, cái người mà đại bố thí cho mình đó, cho mình được cái thân xác này để mình tu tập đó, thì cái người đó là cái người ơn rất lớn đối với mình. Cho nên mình muốn đền đáp cái ơn đó không có nghĩa là phải nuôi dưỡng người đó bằng cách này bằng cách khác, mà phải thực hiện sự giải thoát của mình cho xong, rồi đem cái kinh nghiệm giải thoát đó dạy lại cho người, giúp cho người cũng thoát ra khỏi cái cảnh khổ đau của kiếp người nữa. Thì như vậy gọi là cái ơn chí hiếu. Còn hiện giờ chúng ta cái hiếu của chúng ta bằng cách là cung phụng, trợ giúp cho cha mẹ mình bằng cách này bằng cách khác á, để cho cái cuộc sống trong cái hiện tại này được thảnh thơi, được một chút an ổn nào đó, thì cái đó chỉ là một cái cạn cờ của cái sự hiếu chứ không phải tham sân. Mà chính cái chỗ đó lại là nó thuộc về kiết sử, nó làm cho chúng ta bị trói buộc cái bổn phận làm con, bổn phận làm cha như thế nào, làm mẹ như thế nào, đó là nó bị trói buộc ở trong cái bổn phận mà không thoát ra. Cho nên ở đây về cái phần mà thiện thì các con phải suy ngẫm rất kỹ, thầy thì dạy khác mà mọi người đều có dạy khác. Rồi còn về mà cái tứ mà niệm xứ, bốn cái chỗ mà để chúng ta tu tập làm cho nó thanh tịnh thì người ta đương nhiên người ta coi như là bốn chỗ đó để mà thực hiện một cái gì giải thoát ngoài bốn cái chỗ đó. Còn ở đây bốn cái chỗ đó thì thầy lại cái hiểu biết, cái kiến giải của thầy thì nó nhằm là thực hiện bốn cái chỗ đó cho thanh tịnh, làm bốn cái chỗ đó nó không còn bị tham sân si phiền não, bị kiết sử trói buộc nữa. Cho nên nó lại khác những cái phần khác như vậy. Vì vậy mà trên cái bước đường mà giảng về cái giới hành nó có nhiều cái sự đụng chạm với các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng và các vị tu sĩ Phật giáo từ mấy ngàn năm chứ không phải ít. Nghĩa là đạo Phật có 2500 năm thì 100 năm trong thời Đức Phật, sau đó thì người ta lần lượt người ta đã làm lệch lạc con đường của Phật giáo, và người ta hiểu là sai lệch của con đường Phật giáo, như cả thiện và ác người ta lại hiểu sai lệch. Bởi vì trong thập thiện thì Đức Phật có dạy chúng ta thấy rất rõ, không tham sân si nó thuộc vị, mà không tham sân si tức là thiện pháp, mà có tham có sân có si thì đó là ác pháp. Thì ở đây chúng ta thấy tâm chúng ta không có tham, không ham muốn gì hết, không thương không ghét ai hết thì đó là thiện, mà có ham muốn thì đó là không có thiện, có thương nhớ thì đó là không thiện. Cho nên nó còn ở trong cái tham ái tham dục thì nó không thiện. Cho nên ở đây cái mục đích của đạo Phật dạy chúng ta biết cái thiện ác của nó vượt ra ngoài cái nhân quả. Còn cái kia thì nó thiện ác nó nằm ở trong cái nhân quả, nhân quả tức là nằm ở trong cái đấu đại đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy khi mà không ác thì tức là toàn là thiện. Do đó hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy là các pháp hành của Đức Phật áp dụng vào thì nó sẽ có kết quả giải thoát cho từng cá nhân của mọi người tu tập. Muốn được vậy thì thầy mong rằng các con suy ngẫm rất kỹ, bởi vì ở đây có cái sự dạy của thầy nó có khác người, cho nên khi đó mình phải suy nghĩ chứ đừng có tin thầy ở thầy, bởi vì những cái này đều là do những kinh nghiệm bản thân tu hành của thầy. Từ cái trí tuệ nó phát ra sự hiểu biết của giáo lý của đạo Phật như vậy. Cho nên thầy dạy thì các thầy nếu mà thực hiện thì có sự giải thoát ngay liền. Như Đức Phật nói pháp của ta không có thời gian, đến rồi sẽ thấy ngay liền. Đúng vậy, thầy cũng dạy đúng như lời Phật đã xác định đạo. Cái giáo pháp của Phật là như vậy. Cho nên trước tiên vào vấn đề để mà chúng ta tiếp tục tu tập ngăn chặn các pháp ác không cho sanh thì bằng cái pháp gì, thì thầy sẽ
trả lời những cái câu hỏi của cô Út trước tiên mà thầy đã hôm rồi thầy chưa có trả lời hết. Hôm nay thầy trả lời được một phần nào, và đồng thời thì chúng ta sẽ học về cái pháp hành, cái pháp hành nào để mà chúng ta ngăn chặn các pháp khác. Vậy thì trước tiên thầy sẽ đọc lại những cái lời nói để nó không làm rối loạn cái sự tu tập của các thầy và các cô, các con. Là gì thầy dạy trong các bài pháp của Phật, còn cô Út thì dạy ngay từ kinh nghiệm bản thân của mình, chỉ mong lo xả tâm của mình để cho tâm diệt trừ cái lòng ham muốn và các ác pháp ngay chỗ kinh nghiệm mà xả, không phải ở những cái bài pháp, bài kinh của Phật. Còn thầy thì giảng từ ở trong những cái bài kinh, bài pháp của Phật mà ra, và trong đó chiêm vào những cái kiến giải của mình, những cái mà mình tu tập qua kinh nghiệm mình thấy được, để nói lên giúp cho các con tu tập cũng như các thầy, để cho mau có kết quả và thời gian thu ngắn lại, để rồi chúng ta còn làm những lợi ích khác cho kẻ khác. Cũng như sắp tới đây thì thầy sẽ đưa danh sách của quý con vào ở trong cái ban giáo dục mà tăng ni, tuy rằng nó sẽ nằm ở trong cái danh sách của giáo dục tăng ni để cho nó có chứng pháp lý hẳn hoi đàng hoàng. Nếu mà người ta chấp nhận thì mình sẽ có pháp lý, mình sẽ đi thuyết giảng, đem cái kinh nghiệm, đem cái sự thực tu thực tập của mình bên nam vậy cũng như bên nữ như vậy. Cho nên chúng ta chuẩn bị tất cả mọi hướng, nó đều khi mà nó được tốt thì chúng ta sẵn sàng có cái điều kiện để mà chúng ta hướng dẫn người tu tập tốt. Cho nên ở đây phần nhiều là những cái lời của Út dạy, giảng hỏi thầy để giúp cho các con không có rối loạn khi mà thầy giảng cái pháp hành này. Thấy đương nhiên là thấy mình phải tu tập cái gì nó càng ngày càng rõ hơn. Và từ lâu tới bây giờ chúng ta tu nó không phải là không lợi ích, nghĩa là nó đang tu những cái pháp đó để giúp cho chúng ta con đường thăng tiến lên, chứ không phải là tu sai. Nhiều khi nghe năm rồi thầy giảng cái giáo án đường lối tu tập của Đạo Phật á, sau khi nghe xong rồi á, thì hầu hết là một cái số người thì không biết cái pháp nào mà tu hết. Nhiều quá, nghe lộn xộn. Cho nên năm nay chuẩn bị qua cái giới hành á, thì cô Út đã chuẩn bị những cái câu hỏi để hỏi làm cho em giải tỏa được cái ý nó lộn xộn, nó không biết cái pháp tu tập. Và thầy cũng cẩn thận hơn là không có giảng quá nhiều, mà không dẫn dắt cái người mà thực hành đi cái từng bước của nó để biết rằng mình đã tu từ lâu tới giờ những cái gì, để rồi tiếp tục mình sẽ tu những cái gì từ cái dễ đến cái khó như thế nào. Bây giờ thì thầy xin bắt đầu qua câu hỏi đầu tiên. Như thầy đã đọc trong cái ngày hôm kia để giảng rồi, nhưng bây giờ xin lặp lại để chúng ta không có lầm lẫn. Về phần vấn đạo thì cô Út hỏi bạch thầy, hành giả bắt đầu tu thiền định của Đạo Phật phải tu pháp nào trước? Nó thì cái câu hỏi như vậy. Thì trong khi đó cô dồn lại một câu hỏi đó, cô hỏi rất nhiều, cho nên thầy trả lời từng phần. Cái mà đáp cái câu hỏi thứ nhất á, cái câu hỏi mà thứ nhất mà cô vừa hỏi đó, thì thầy đáp đầu tiên muốn tu thiền của Đạo Phật á thì phải sống đúng giới luật, mà muốn sống đúng giới luật á thì phải sống thiểu dục tri túc phòng hộ sáu căn. Muốn sống đời sống thiểu dục tri túc và phòng hộ sáu căn cho trọn vẹn á thì lấy ba hạnh ăn ngủ độc cư làm tiêu chuẩn kỷ luật, khép mình trong khuôn khổ của nó. Đó là những pháp đầu tiên tu tập về thiền định của Đạo Phật. Đạo Phật lấy thân thọ tâm và pháp thanh tịnh, tức là loại trừ 10 điều ác và tăng trưởng 10 điều thiện, là đoạn trừ tâm, tức là đoạn trừ tâm tham sân si đó. Đó thì cái câu mà trả lời cho cô Út hỏi thầy á, thì các con nhớ rằng mình thường ở đây mình lấy cái chỗ mà ăn ngủ độc cư của mình á, mình làm cái tiêu chuẩn để mình khép mình ở trong cái khuôn khổ mà tu tập thiền định. Do cái chỗ mà
tu tập như vậy đó thì nó mới cái giới luật nó mới có thanh tịnh được. Mà từ cái giới luật mà nó thanh tịnh á thì chúng ta mới có thể tu các cái pháp khác mới được. Chứ còn nếu mà giới luật chưa thanh tịnh á, chưa ăn chưa được, mà ngủ chưa được, mà độc cư chưa xong á, thì chúng ta sẽ tu nó mất cái thời giờ rất nhiều. Cho nên chúng ta phải tập luyện và khép mình ở trong cái khuôn khổ đó để mà thực hiện cho được cái cuộc sống, cái cuộc sống đúng ba cái hạnh đó. Cho nên trong cái sự tu tập, trong cái sự tu tập thì như các con biết rằng những cái điều kiện mà nêu lên của thầy mà dạy các con đó, ăn ngủ và độc cư đó, đó là ba cái đầu tiên mà của người tu sĩ cần phải sống đúng những cái ba cái hạnh đó. Và nếu mà sống đúng ba cái hạnh đó thì các con sẽ thực hiện được giới luật, thực hiện được cái đời sống đúng giới luật, nó không có vi phạm nữa. Bởi vì độc cư các con không tiếp duyên, và sống ăn ngày một bữa và ít ngủ thì nó làm cho các con sẽ thuần thục được cái chỗ cái khép mình trong khuôn khổ đó. Thì các con sẽ thấy rằng trên thân thọ tâm pháp của mình bắt đầu nó có nhiều cái sự thanh tịnh, nó có nhiều cái sự tăng trưởng của cái pháp thiện hơn là các pháp ác. Bây giờ thì cô Út hỏi tiếp thầy đó, 37 phẩm trợ đạo, từ bát chánh đạo, thập thiện đạo, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thanh định, tứ thất giác chi, tứ nhị ý túc, ngũ căn ngũ lực, đến ngũ quẩn, thập nhị nhân duyên, tam minh vân vân. Thiền định của đạo Phật rất nhiều, không biết tu loại nào trước, loại nào sau. Vậy kính mong thầy chỉ dạy chúng con để dễ tu tập. Thiền định gồm có định vô lậu, 1 định vô lậu, 2 định sáng suốt, 3 định chánh niệm tỉnh giác, 4 định niệm hơi thở, 5 định sơ thiền, 6 định nhị thiền, 7 định tam thiền, 8 định tứ thiền, 9 định vô tướng, 10 định bất động tâm, 11 định bất động thân, 12 định không vô biên xứ, 13 định thức vô biên xứ, 14 định vô sở hữu xứ, 15 định phi tưởng phi vi tưởng xứ, 16 định diệt thọ tưởng định. Kính bạch thầy, 16 loại thiền định, định nào tu trước, định nào tu sau, định nào kết hợp với định nào để dễ, để đồng tu một lượt, định nào tu riêng một mình, định nào làm trợ duyên cho các định khác, cuối mong thầy từ bi chỉ giáo cho chúng con để chúng con tu tập từ lớp thấp đến lớp cao mới có căn bản. Còn 37 phẩm trợ đạo, từ bát chánh đạo đến tam minh, dạy chúng con phải tu pháp nào trước, pháp nào sau, mỗi pháp có phần khác nhau giống nhau như thế nào, và khi thực hành tu tập có tu giống nhau không, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết. Đó là cái phần câu hỏi của cô Út như vậy. Thì cái phần đáp của thầy vừa rồi thì thầy trả lời rằng mình muốn sống đúng cái giới luật của Phật thì mình phải sống trong cái đời sống ăn ngủ độc cư thì mình mới có thể sống đúng cái đời sống giới luật mới được, như thầy trả lời rồi. Bây giờ thì đến cái phần trả lời từng cái phần của những cái phần mà câu hỏi của Út đây. 37 phẩm trợ đạo, từ bát chánh đạo đến tam minh, thì tứ diệu đế là pháp đầu tiên cần phải thông hiểu. Các con nên nhớ rằng ở trong cái 37 phẩm trợ đạo thì tứ diệu đế là cái pháp đầu tiên mà cái người mà tu sĩ đạo Phật á cần phải thông hiểu nó trước tiên, nghĩa là phải hiểu nó. Bởi vì chúng ta có hiểu cái tứ diệu đế thì chúng ta mới hiểu được cuộc đời đau khổ, cuộc đời toàn là khổ, cuộc đời là nước mắt, cuộc đời là bể khổ, là trầm luân. Cho nên chúng ta mới rứt áo, rứt gia đình, rứt cuộc sống mà đi vào trong nơi tu hành, chịu đời sống phạm hạnh rất là gian khổ, vì chúng ta hiểu đời là khổ. Nếu mà chúng ta chưa có thông suốt được cái pháp đầu tiên của Phật, tức là tứ diệu đế, thì chắc chắn chúng ta không thể nào thực hiện được cái đời sống phạm hạnh theo một tu sĩ nào. Nên Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên tại vườn Lộc Uyển là pháp tứ diệu đế. Nó thì các con nghe cái pháp mà đầu tiên Đức Phật đã nói pháp đầu tiên tại cái vườn Nai thì
Lúc bây giờ Đức Phật thuyết pháp đầu tiên, mở miệng ra nói cái pháp mà chính của mình đã tu tập giải thoát, thì Đức Phật lại thuyết tứ diệu đế. Cho nên ở đây thầy cũng thấy rằng tứ diệu đế là một cái pháp đầu tiên để mà chúng ta cần phải thông hiểu, chứ chưa phải tu tập. Cái pháp tứ diệu đế chưa phải tu tập. Bởi vì có nhiều người thấy tưởng đời là đẹp lắm, cho nên tưởng đời là hạnh phúc lắm, cho nên còn tha thiết ham thích đời. Nhưng sự thật đời là một đống lửa, là lửa đang cháy, nó sẽ đốt và tiêu hủy chúng ta từng phút từng giây. Nhưng mà có nhiều người thì không thấy nó, cho nên còn ham đời. Chứ biết được đời là khổ thì ai đó người ta không còn thích thú gì đời cả hết. Người ta lo, người ta mau mau mà người ta dẹp đi để người ta tiến tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Vì cái ngã đời và cái ngã đạo, hai cái ngã này nó riêng rẽ, nó không giống nhau, như thầy đã dạy trong cái Đường Về Sư Phật tập 1. Cho nên cái pháp đầu tiên là tứ diệu đế, còn pháp tu đầu tiên lại là tứ chánh cần. Đó, các con thấy chưa? Cái pháp để mà hiểu đầu tiên, để mà hiểu biết đầu tiên, đó là cái pháp tứ diệu đế. Còn cái pháp mà tu tập đầu tiên, khi mà hiểu rồi thì chúng ta tu tập cái pháp nào? Đó là chúng ta tu tập cái pháp tứ chánh cần. Pháp tu cuối cùng của đạo Phật là tam minh. Bởi vì cô hỏi cái pháp nào tu trước, cái ác pháp nó bùng dậy, thì lúc bây giờ cái tâm của mình như thế nào? Nó giận hờn, nó phiền não, nó đau khổ, nó làm cho mình khổ sở. Thì lúc bây giờ đó là mình coi như là mình từ lâu tới giờ đó, thì mình không có coi thường cái giọt nước nhỏ của ác pháp, mà mình coi thường nó, cho nên mình để nó xen ra xen vô. Mình ngỡ tưởng là như vậy nó sẽ lâu ngày nó sẽ hết, lần nó bớt chút, nhưng mà sự thật ra nó còn cái niệm nhỏ đó, thì nó không bao giờ hết đâu. Cho nên đến khi mà nó một ngày nó tích lũy một chút, tới chừng đó nó bùng cái tâm mình giận hờn phiền não, thì như là mình đã tung cái bụi, mà cái bụi đó nó ngược gió, nó lại làm cho mình dơ bẩn, nó mình đau khổ. Nó làm cái ý của trong cái sự ác pháp như vậy. Cho nên trong cái sự tu tập, chúng ta phải hết sức tận lực và nỗ lực tu tập, chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy biển, chẳng phải chui vào hang sâu núi thẳm. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Nghĩa là một cái niệm nhỏ đó, hoặc là một cái sự hành động ác, mà mình trốn ở đâu mình cũng không thể khỏi được cái nhân quả, cái nghiệp ác đó đâu. Thô thì cũng không tránh khỏi, mà ác mà tế di tế như cái sự tu tập của chúng ta hàng ngày, giữ cái tâm mình không cho các cái niệm ác khởi, mà mình không thấy để cho nó khởi, thì lâu ngày thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái nghiệp ác đó. Dù bây giờ chúng ta có trốn ở trong cái thiền định này, trốn trong thiền định kia, thì chúng ta cũng không có chạy khỏi nó đâu. Nghĩa là thầy muốn nói trốn, tức là chúng ta ức chế tâm mình, không có niệm này, không có niệm kia. Nhưng mà không có niệm này, niệm kia, nó chỉ trong cái giờ mà chúng ta tu mà thôi. Còn ngoài cái giờ mà không tu, thì các niệm nó sẽ có. Ở câu pháp cú kế nữa, thì chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn xuống đáy biển, chẳng phải chui vào hang núi sâu thẳm, dù khắp thế gian này chẳng có nơi nào mà trốn khỏi tử thần. Nghĩa là vì ác pháp đó, vì những cái niệm mà chúng ta không ngăn chặn để mà tăng trưởng những ác pháp đó, thì cho nên tử thần chúng ta không trốn khỏi đâu, nghĩa là chúng ta không giải thoát. Thì cái sự tu tập như vậy thì chúng ta sẽ thấy được ở trên cái con đường mà tu tập đúng pháp hay là không đúng pháp. Đến đây thì chúng ta thấy cái thì giờ chúng ta cũng không có nhiều, và đồng thời thì thầy xin đọc lại cái bức thơ của chú Chánh Tâm. Thiệt ra thì chú cũng quỳnh, chú cũng giải quyết cho chú cũng là được đọc của chúng, bởi vì toàn chúng ở đây thầy thấy nghĩ rằng có nhiều người cũng có đủ duyên, không có gia đình, nhưng mà cũng có nhiều người thì có gia đình nhưng mà chưa đoạn dứt được. Chú thì năm mùa hạ rồi, thì chú có về đây tu tập, nhưng chú đã tu theo những cái pháp của thiền, của tưởng, cho nên nó làm cho chú rất là căng thẳng thần kinh. Mỗi lần mà nhiếp tâm trong hơi thở là ngay đó là bị căng thẳng liền. Từ khi mà vào đây thầy bảo xả tâm, rồi lần vào kỳ này thì coi như đương nhiên là tu tập tốt, không còn có bị ảnh hưởng cái điều đó nữa.
là vì cứ lo xả các ác pháp chứ không có tu ức chế tâm, cho nên nó lần lượt nó thấy nó có những cái kết quả tốt. Bây giờ thì trong cái hoàn cảnh của chú á thì nó rất là khó xử chứ không phải dễ. Kính bạch thầy, con xin cúi lại thầy, hôm nay con ghi lại lời thỉnh nguyện của con để kính trình lên thầy để mong thầy quyết định cho con. Mùa hạ năm trước con có được nhân duyên nghe thầy giảng về giáo án đường lối tu hành theo đạo Phật. Đạo thì đã biết vậy, nhưng ở trong gia đình sống trong sự vui thích đam mê của thế gian, tâm con ít được rèn luyện, sức tỉnh thức luôn yếu, mà dục lạc lại quá thu hút, con luôn luôn phạm lỗi, làm tâm con luôn bị đau khổ trước những lỗi lầm đó. Tâm con luôn bị hối hận mà không vượt qua được tội lỗi đó. Đứng trước những sự việc xảy ra và thực chứng những sự việc xảy ra đó, con càng thấm thía những lời của Phật: đời là khổ, khổ muôn kiếp. Nghĩa là có sống trong cuộc sống rồi á, chánh tâm mới thấy được cái đời là khổ và khổ muôn kiếp nữa, chứ không phải là khổ trong một đời này. Biết được sự khổ đau và tâm con cũng bị nhiễm vào sự khổ đau đó mà không gỡ ra được. Hạ năm nay con lại quyết định dứt bỏ tất cả các công việc đang làm dở dang để theo thầy tu tập nhằm dứt bỏ những khổ đau trong lòng. Vào đến đây tu viện, tâm con có sự giải thoát rõ ràng. Nghĩa là vào tu viện thì rời khỏi gia đình thì nhìn lại thì nó có cái sự giải thoát, nó cả hai cái cuộc sống nó khác nhau rồi. Cho nên khi nhìn vào cái cuộc sống của thế gian thì mình thấy nhưng dường như bị trói buộc, mà vào đây thì nó phải có sự giải thoát. Cũng như thí dụ như thầy nhắc lại đó, các con thấy khi mà cô Từ Đức, Thúy và Trang nó không có xả được cái tâm của mình có chút à, rồi các thầy có thấy rất rõ khi xin phép ra đi rồi á, thì bắt đầu dự định là cái chương trình của mình ra đó, cái khu đất của Tùng nó mua ngoài đó để cất nhà ở. Nhưng mà ra đó đâu có phải là nó làm vừa ý cho mình liền được đâu. Làm khổ, ở đó không nước, không điện, rồi xa làng xóm thì không ở được, nó nhiều cách rất khó. Rồi bây giờ mới về đất của cô Diệu Hảo để mà ở, thì về đó phải cất nhà, cất cửa, cho đến hôm nay cũng vẫn chưa yên mà nó xảy ra nhiều cái sự kiện. Có thể nói rằng nó đâu có ổn. Thay vì bây giờ cố giờ ra trước, ở sau ra trước, mình cứ ra trước thì tức là sắp xếp một hôm hai hôm thì ổn định rồi, thì mình cứ yên tu, lấy cái đối tượng trong cái sự việc đó mình tu tập, thì tức là mình cũng vẫn yên ổn, đâu có cái chỗ mà lăn xăng lít xít như bây giờ. Chỉ đến giờ phút này chưa có tạm yên gì hết, nhà cửa cũng chưa có xong xuôi gì hết. Nó đâu có đơn giản đâu, thời gian nó rất mất, mà nó làm cho tâm mình bị động, rất nhiều động, đủ cách động. Người ta cứ ngỡ tưởng đứng núi này trong núi khác, mình ra rồi thì chắc chắn là mình sẽ có một nơi yên ổn tu tập. Mình tu tập, mình nhập thất, mình ở trong thất, có người hộ cơm cho mình ăn, mình khỏi làm, khỏi gì hết. Mình tu như vậy chắc chắn là không bao giờ mà thành tựu. Nếu mà thành tựu từ lâu, đã bao nhiêu người về đây tu tập, người ta đã hộ cơm, khỏi có nấu cơm, khỏi gì hết, họ đã giải thoát hoàn toàn. Nhưng sự thật ra đâu có, cái chuyện đó đâu có đâu. Có nhìn người nào đi thì các thầy cũng đã thấy rằng cái vấn đề đó không có đâu. Mà phải xả cái tâm của mình, chứ không phải là ở chỗ mà mình ngồi trong thất, mình nhiếp tâm, mình thiền định rồi mình sẽ được giải thoát. Không phải đâu. Nếu mà mình ở trong thất, mình không biết xả tâm của mình thì mình cũng chỉ ức chế tâm mà thôi, chứ không giải thoát. Đó, thì các con thấy từ cái chỗ đang ở trong cái cảnh giới tu tập yên ổn, từ ở sau mình giờ ra trước có chút xíu, rồi mình yên tu, mình nỗ lực, thì nó lấy lại bình thường như thường. Và ngay đó là mình đã thấy mình đã xả tâm, mình sẽ được giải thoát. Không có còn một cái pháp nào mà làm cho tâm mình nó bị dao động hết. Còn này bị dao động ngay liền, dao động rồi từ cái dao động này nó sẽ tiếp nối cái dao động khác, nó làm đủ thứ dao động chứ không phải là dao động. Rồi đây không biết cuộc đời nó sẽ trôi lăn như thế nào, mang tiếng tu hành mà không đi đến đâu. Rồi đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, cuộc sống dở dở, ương ương, gàn gàn, không biết như thế nào. Gần bên thầy còn chưa được giải thoát, xa thầy làm sao giải thoát được. Biết làm sao mà thầy ở đâu mà đi tìm.
đâu có chuyện mà dễ dàng đó đâu. Cho nên ngay bây giờ mà không có nhẫn nhục được thì làm sao mà tìm sống gần bên thầy được. Đó là những cái khó. Cho nên ở đây Chánh Tâm đã thấy được điều này. Vào đây, vào đến đây tu tập, tâm con có sự giải thoát rõ ràng. Cùng với hiểu biết thêm về đường lối và cách thức tu tập, tâm nguyện con càng có ý thức cầu giải thoát khổ đau, khỏi khổ đau của cuộc đời này. Cần phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống khép mình trong giới luật và phải sống ở bên thầy. Đó. Một cái nhìn sáng suốt của Chánh Tâm nó đã thấy được cái điều đó, phải sống ở bên thầy. Nó thật sự ra trên con đường mà tu tập này, mà nếu sống xa thầy, dù là trong một ngày cũng là một cái bất lợi cho các con, chứ không phải. Nghĩa là có sai là thầy có nhắc liền, mà sống xa thầy trong một ngày thì các con sẽ tu không biết chừng nào mà tới đâu. Thầy nghĩ rằng không biết chừng nào tới đâu. Nói là nói, dạy là dạy vậy, nhưng mà có một cái bóng, một cái tàn cây bồ đề, nó sẽ che rậm mát cho các con tu. Chứ nếu mà không có tàn cây bồ đề thì chắc chắn ai là che chở cho các con trên bước đường tu? Đâu phải các con cất cái thất rồi vào đó tu rồi nó che chở cho sao? Không có đâu. Có cái tàn cây bồ đề, cho nên do đó mà các con không có lo đói, lo no, lo gì cả hết. Chỉ có tùy thuận, bằng lòng, vui trong cái cảnh của mình đang nỗ lực thực hiện đối với các pháp để làm chủ thân tâm của mình. Như các con bên nữ, các con thấy các con vui vẻ sống luôn luôn tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng trong mọi cái hoàn cảnh của mình, lúc nào cũng nỗ lực thực hiện để cái tâm của mình trong thiện pháp, lúc bây giờ các con sẽ thấy giải thoát hoàn toàn. Chính vì đâu có một cái các pháp nó đến thì nó đến mặt nó, chúng ta giải quyết, chứ đừng để tâm chúng ta dính mắc nó là được. Nhưng khi nghĩ tới lời dạy của Đức Phật, không làm khổ mình, không làm khổ người, tâm lòng con dao động, chán ván. Nhưng ý thức mong muốn xuất gia của con không từ bỏ được, nên con luôn bị ám ảnh bởi ác pháp này. Con ghi lại những lời này trình thầy, nhờ thầy giải tỏa tâm trạng cho con và thầy quyết định cho con. À thì các con nghe đến chỗ này, các con thấy như thế nào? Hoàn cảnh của chú Chánh Tâm á, có một vợ, một con, một đứa con. Cho nên mình Phật dạy là không làm khổ mình của người, mà bây giờ đi tu tức là vợ còn trẻ, con còn nhỏ như vậy, bây giờ mình làm sao đấy? Nếu mình bỏ mình đi tức là làm khổ người. Cho nên cái câu nói này chú nghĩ suy ngẫm, chú thấy rất là khổ, tâm lòng con lại lao đao chán ván. Những ý thức mong xuất gia của con không từ bỏ được, nên con bị ám ảnh bởi ác pháp này. Con ghi lại những lời này trình thầy, nhờ thầy giải tỏa tâm trạng cho con và thầy quyết định cho con. Gia đình nhà con, bố con đã mất, mẹ con có thể ở với các anh chị của con. Nhà có 6 anh em. Vợ con năm nay 26 tuổi và một cháu gái 5 tuổi. Cô ấy rất trẻ, do vậy việc đi lấy chồng sẽ không có mấy khó khăn. Cuộc sống của hai mẹ con cũng không mấy khó khăn, gia đình cũng có đầy đủ tiện nghi sinh sống. Đức Phật cũng đã dạy rằng cuộc sống của con người chỉ là duyên tan hợp diễn biến theo luân hồi để giai trả vai, nên không có gì thật ở trong đó. Con nghĩ đời con cứ trả rồi lại vai thì làm sao mà chấm dứt được sự khổ đau của kiếp con người? Để làm tròn bổn phận đối với đời thì chỉ có đến lúc nhắm mắt xuôi tai mới hết được phận sự. Và cứ như vậy mãi tiếp diễn. Ngày hôm nay còn khỏe mạnh, còn có thầy ở bên, việc tu hành còn đầy khó khăn. Sau này giờ yếu và thầy đã nhập diệt thì còn hy vọng gì mà đòi tu tập? Được thân người là khó, được gặp thầy, được gặp chánh pháp là một điều khó gặp ở đời.
con không muốn bỏ qua duyên phước này. Thân con khổ đau, gia đình, họ hàng và mọi người cũng đều bị khổ đau mà không hề ai biết, nên con cũng chẳng muốn nấn ná ở đời nữa. Con biết rằng việc tu hành theo chính pháp là một việc làm khó khăn, gian khổ vô vàn. Bởi dục lạc thế gian ngày nay lại quá nhiều và quá quấn hút. Và cũng bởi cái thân này là thân được quân tập biết bao dục lạc từ bao đời kiếp. Nhưng đã có thầy là người tu hành và đã chiến thắng, nay còn ước ao được theo thầy để cũng được giải thoát như thầy. Con suy tư thấy rất rõ ràng chỉ có thể ở bên thầy thì việc tu hành của con mới mong có được kết quả có thầy ở bên. Tu sai có thầy chỉ bảo ngay, thầy là hàng rào chắc chắn nhất để chúng con không bị các duyên bên ngoài chi phối. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói và lũ sống của thầy là gương hạnh để chúng con noi theo đâu. Mỗi bài pháp của thầy là nguồn sinh lực tuôn trào sang chúng con, giúp chúng con trên đường gian khổ này. Ở bên thầy, chúng con được sự che chở vô cùng, vô tận của thầy, của một người cha già tận tuệ. Ngài nói, con sống ở trong thời gian, thì nhân quả của cuộc đời, trảo muôn kiếp cũng không xong. Con viết lời thỉnh nguyện này để mong thầy định liệu cuộc sống cho con. Kính cúi lại thầy, đó là chánh tâm đã gửi thầy một bức thư này. Thầy sẽ giải quyết vấn đề của nó trong cái chuyến đi về Hà Nội. Thầy sẽ về thăm và thầy sẽ đuổi gục gia đình của nó